mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phí phạm của trời, tội rất lớn. Một ký giả tờ báo X nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp, chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị. Một hôm, cô hỏi sư phụ: con bị bao tử nhiều năm, đã chữa trị mà không có thấy kết quả, có phải do đời trước con làm điều gì xấu không? Sư phụ hỏi: phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao, nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi? Ký giả kinh ngạc nói: trời ơi, sư phụ, đúng là có việc này. Từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao, vậy mà cũng có tội sao? Sư phụ cười nói: phải biết phí phạm là tội rất lớn. Lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng, nhưng con vì không ưa, thấy không hạp khẩu vị nên bỏ nó, như vậy rất lãng phí. Phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói, con phải cảm thấy xấu hổ vì điều này. Lại nữa, quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn, ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ. Những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn, nên đời nay mới bị quả báo như vậy. Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt. Vì vậy, con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm. Nữ ký giả tỏ vẻ ăn năn hỏi: con phải làm sao đây sư phụ? Phải phát tâm sám hối, từ đây về sau thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi: con cũng lại lương hoàn sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. Rất tốt. Ha ha ha, 问什么的说